sắm. Bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi. Một năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi. Không sống chuyện này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ. Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh. Đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Gì đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Trở về.